Và chị em, thật là một đại lễ phục sinh trọng đại. Chúng con xin thay mặt cho ban thường vụ và toàn thể quý cụ công bà và anh chị em ở trong cộng đoàn xin có lời hân hạnh chào mừng hai chị Tân Tòng vừa gia nhập giáo hội và gia nhập đại gia đình cộng đoàn Đức Mẹ Công Triều. Anh em chúng con xin trọng trọng cảm ơn. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và đồng hành với hai chị để hoán cải đời sống của hai chị, và nhờ đó hai chị có thể trở thành nhân chứng tình yêu giữa lòng đời. Chúng con cũng không quên cảm ơn cha quản nhiệm, thầy Sáu, sơ Mary Thin và đặc biệt là quý anh chị ở trong ban giảng huấn của Tân Tòng đã dạy công dạy dỗ hai chị trong thời gian hai chị tìm hiểu đạo Công giáo trong suốt những tháng năm qua. Chúng con xin chân thành và tri ân đến sự cố gắng của cha quản nhiệm thầy Sáu và quý giảng viên cũng như sơ ta trong trạng tay. Chúng con cũng cảm ơn đến các hội đoàn và ban ngành đã cố gắng để cho cộng đoàn chúng ta có một tuần lễ thánh thật long trọng, cung nghiêm và trọng đại. Chúng con cũng không quên cảm ơn qua đàn Hương Việt đã dạy công tập liền trong nhiều tháng qua để tối hôm nay chúng ta cũng đại lễ phục sinh thật trang trọng và trọng đại. Chúng con xin chúc quý cụ quý ông bà và anh chị em một đại lễ Giáng sinh với nhiều niềm vui, hạnh phúc, an bình và tràn đầy ơn phúc và tràn ngập ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Happy Easter, everyone!